Xin chào các bạn, chuyến đi của hôm nay là Hoàng đi Biên Hòa và giao đấy hai cây đàn lận. Thì Hoàng vừa mới giao một cây cho master xong, đó là cái bàn 3 tầng Elektron EOS-01C để phục vụ cho các thánh lễ. Thì bây giờ Hoàng đã bàn giao xong cho sơ rồi. Sơ rất là nhiệt tình, rất là chu đáo, chuẩn bị sẵn người cũng như mọi thứ để cho cái việc giao đàn nó được thuận tiện. Và con xin cảm ơn sơ đã tin tưởng và ủng hộ tụi con, mặc dù là chưa có hề gặp tụi con, chỉ có gọi điện rồi thấy ok là giao cho sơ luôn. Gặp sơ con cũng rất là vui, rất là mừng, con cảm ơn sơ nhiều nha. Hy vọng là sau này sơ có cần sơ cứ alo cho tụi con ha. Sơ ha, cảm ơn sơ nhiều, chào tạm biệt sơ. Bây giờ tụi mình đi qua bên nhà của một cái anh là anh mua cây CLP 635 màu R. Thì bây giờ là Hoàng sẽ chạy từ khu vực của nhà thờ Hà Phát đi ngang qua một vài cái giáo xứ ở đây. Đây là khu vực của xứ đạo nên là đi qua khá là nhiều nhà thờ các bạn, đi qua chắc là 5 7 cái nhà thờ lận á. Thì tới cái điểm của nhà anh là cách chỗ này khoảng gần 10 cây. Đi cái giờ này thì cũng hơi kẹt xe tí. Và bây giờ là chuẩn bị vô cái khu này, gọi là cái đài Thánh Du Xe này nè, là còn trăm thước nữa đến nhà anh. Đã đã rồi, anh đã ra trước cửa chờ sẵn rồi. Bây giờ đặt cái đàn vô xong ha. Rồi mọi thứ bây giờ Hoàng sẽ đánh đàn qua một chút để test cái đàn, test âm thanh cho mọi người nghe nha. Rồi, bây giờ là đã hoàn tất cái việc bàn giao cho anh. Thế bây giờ tụi Hoàng phải quay đầu trở lại Sài Gòn. Hồi nãy đi là trời còn nắng chang chang, bây giờ về trời bắt đầu tối dần, tối dần, tối dần. Về tới nhà là cũng phải là 7 giờ, 8 giờ tối. Hôm nay là chuyến đi này hơi cực, đi lần hai cây hơi mệt. Rồi, chuẩn bị là xong cái này là Hoàng sẽ đi qua bên nhà thờ Thăng Long để Hoàng tập hát chung với ca đoàn bên đó, chuẩn bị cho cái thánh lễ mùa phục sinh này. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn xin ghé cửa hàng Piano Finger để lựa chọn và để cho Hoàng đi giao như thế này nha. Cảm ơn, xin chào các bạn.